Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. PMT Doctor xin chào bạn thân mến. Dính bầu sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp có nguy hiểm đến thai nhi nếu giữ thai không? Với sự hoang mang lo lắng, bạn Thu Hương ở Trường Chinh, Hà Nội có hỏi. Em năm nay 28 tuổi, đã có con trai 1 tuổi. Vợ chồng em làm chuyện ấy mà không dùng biện pháp bảo vệ, nên sau đó em có uống một liều thuốc tránh thai khẩn cấp. Không ngờ đến kỳ kinh, em bị chậm, sau 10 ngày thừa que thì hai vạch đậm. Vợ chồng em rất hoảng hốt, không biết giữ thai hay bỏ thai thì thích hợp. Em rất băn khoăn, muốn giữ, nhưng chồng em lại rất lo lắng liệu em bé có bị ảnh hưởng từ thuốc tránh thai khẩn cấp hay không. Quả thực, theo tìm hiểu thông tin rất nhiều thì em vẫn lo lắng, chưa dám quyết định hay bỏ thai. Vì nếu để sẽ sợ em bé không biết sinh ra có lành lặn hay không. PMT Doctor xin trả lời bạn như sau. Thuốc tránh thai khẩn cấp được sử dụng trong trường hợp hai người quan hệ tình dục mà không dùng biện pháp phòng tránh thai nào và sợ bị dính bầu. Đây được coi là biện pháp mang tính giải quyết tình huống là chính, bởi hiệu quả tránh thai không cao và việc sử dụng thuốc có thể lợi bất cập hại. Tác dụng của thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ trong vòng 72 giờ sau giao hợp, có loại thuốc 120 giờ. Do đó, có tác dụng ức chế sự rụng trứng và nếu trứng đã rụng được thụ tinh thì thuốc sẽ ngăn cản trứng làm tổ tại tử cung do làm biến đổi niêm mạc bên trong. Vì vậy, nếu trứng đã làm tổ ở tử cung rồi thì thuốc hầu như không mang lại hiệu quả. Quả thực, điều chị băn khoăn là nỗi băn khoăn của hầu hết các phụ nữ nhỡ dính bầu sau khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Chị nào đến với chúng tôi được tư vấn rồi mà vẫn không khỏi lo lắng hồi hộp. Tôi có thể khẳng định với chị, nếu dính bầu sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp, không cần phải quá hoang mang, lo lắng và hoàn toàn có thể giữ thai. Hầu hết chị em vô cùng lo lắng băn khoăn liệu thai nhi có bị ảnh hưởng bởi thuốc tránh thai khẩn cấp. Bởi thuốc tránh thai khẩn cấp là một dạng thuốc nội tiết đưa vào cơ thể có tác dụng ức chế sự rụng trứng, nhờ đó ngăn cản có thai, không cho thai làm tổ chứ không làm hư thai, không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Cũng có người băn khoăn khi nghe thông tin cho rằng uống thuốc tránh thai khẩn cấp là nội tiết tố nên sẽ ảnh hưởng đến nội tiết tố của thai nhi, gây nam tính hóa cho thai nhi nữ. Điều này y văn có nói đến nhưng tuy nhiên tỷ lệ này rất thấp, 0,0001%, vô cùng hiếm gặp nên không đáng lo. Vì thế chúng tôi đều tư vấn cho các thai phụ không nên quá băn khoăn, lo lắng mà hãy thoải mái tinh thần giữ thai lại. Bạn hãy giữ thai và nhớ bổ sung dinh dưỡng, vitamin tổng hợp, tiêm phòng đầy đủ để có một thai kỳ khỏe mạnh. Thai phụ cũng cần ghi nhớ luôn đi khám thai đúng định kỳ. Thai được 5 đến 7 tuần cần đi siêu âm để xem có tim thai chưa. Tiếp đó siêu âm M4D ở các tuần 12, 22 và 30 đến 32 để theo dõi thai, kịp thời phát hiện những bất thường để tư vấn được tốt nhất nếu như có bất kỳ vấn đề gì. Hãy yên tâm vì những trường hợp mà chúng tôi biết mẹ uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi lại phát hiện có thai đều sinh con khỏe mạnh, thông minh, cho nên bạn đừng lo lắng. Với những lời giải thích vừa rồi, chắc hẳn bạn đã yên tâm và có quyết định được rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.